Chào mục sư, các bác và các anh chị em. Cảm ơn Chúa mặc dầu không thể đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa trong giai đoạn này. Hôm nay tôi vẫn có cơ hội được dự phần đọc Kinh Thánh qua trực tuyến. Xin quý vị vui lòng mở Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 24. Sách Sáng Thế Ký đoạn 24 từ câu 1 đến câu 9. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký từ câu 1 đến câu 9. Và Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Abraham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng: xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Isaac con trai ta. Người đầy tớ thưa rằng: có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này. Vậy có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? Abraham nói rằng: hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắt lời của ta biểu ngươi thề, mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Abraham chủ mình và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa chúc phước trên lời của Ngài. Amen.